Thưa quý vị, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống trong những dịp đầu xuân. Không chỉ gói gọn trong việc gây dựng thêm mảng xanh, Tết trồng cây còn là dịp để tập trung sức dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện các chương trình xã hội tại địa phương. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu xuân, cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tuần qua, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang tổ chức trồng cây trên tuyến đường liên thông Quá Giáng 1 và Quá Giáng 2. Đây cũng là tuyến đường điểm đang được xã cải tạo để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Qua lễ phát động ra quân trồng cây cũng là dịp để Ủy ban nhân dân xã tập hợp, huy động sự vào cuộc của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về cảnh quan nông thôn và môi trường. Quân dân thông thường tuyên truyền bà con để tới ra trồng cây và để tập hợp với quân dân chính để thông để ra trồng cây để thường hàng năm. Trang thông là năm nay là chuẩn bị là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cho nên thông của giống một là tiến hành tổ chức cái lộn đường xanh xanh đẹp. Mặc dù là năm 2022 là xã đã được thành phố công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tuy nhiên là không dừng lại ở đó, xã Hòa Phước tiếp tục thực hiện cái xã nông thôn mới nâng cao theo cái bộ tiêu chí mới cũng như là cái xã kiểu mẫu nông thôn mới. Thì trong đó một trong những cái nội dung của bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cũng như kiểu mẫu đó là cái tiêu chí về môi trường. Thì cái nội dung trồng cây xanh là nội dung rất quan trọng và Ủy ban nhân dân xã đặc biệt quan tâm trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới của xã mình. Còn đối với các địa phương ở khu vực trung tâm thành phố như quận Thanh Khê, Hạ Châu hay Sơn Trà, Tết trồng cây là phong trào thiết thực hàng năm, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc gây dựng mảng xanh cộng đồng và bảo vệ môi trường. Qua đó, thực hiện hiệu quả chương trình xã hội hóa cây xanh tại các công viên, vườn dạo, các khu đất trống và khu vực công cộng trên địa bàn. Ngoài trồng cây xanh trong đô thị thì Thanh Khê cũng rất là quan tâm đến môi trường. Thanh Khê có nhiều các cái kênh hồ, cái việc mà nạo vét và bảo dưỡng các cái hồ trên địa bàn là hết sức cần thiết. Thì ngoài cái mảng xanh trồng đô thị theo cái phát động, thì trong năm thì quận sẽ tiếp tục rà soát những kênh hồ để mà nạo vét rồi duy tu thường xuyên để đảm bảo cái môi trường cho người dân trên địa bàn. Phong trào Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023 được các địa phương tổ chức với tiêu chí gọn nhẹ, tiết kiệm, giảm bớt các hình thức không cần thiết và quan trọng nhất là phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu sắc trong xã hội. Có thể nói, Tết trồng cây đã trở thành một hoạt động truyền thống ý nghĩa mỗi dịp năm mới, là khởi đầu tích cực để thực hiện hiệu quả các chương trình vì cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.